gừng hành mình nhậu tiếp tục. Dao cũng bén ghê, không chặt. Ê, của Nhật Bổn mà, không phải của Trà Lan à. Dao hả? Dao của Nhật Bổn mà. Để sợ, không chặt, thấy thưa không? Không, em tụi em chơi cái bổn mà ăn em chơi cái đó không? Không, em không biết. Không biết hả? Em không biết. Chơi được, ok. Uống đá hay uống sét? Có soda là muốn pha, muốn sét cái gì đó. Được cho ông sét, ông xô gì đó, gì ấy thì em không biết. Uống sét cũng ra đây. Các em đi mua tận ngày bán nào? Chạy hai cái cây ra không hỏi đủ mấy sao đi bán. Anh không biết hả? Em không biết. Không muốn nè. Tại vì em muốn bia rồi, em muốn nó vô em làm sậy. Mày đưa ly qua cho anh Đức luôn. Cho mượn cái ly cho mượn. Anh nửa ly thôi. Thêm ly nữa không? Qua đúng, từ từ thêm đúng, lại nhấm chút 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 rồi. Trời, cái gì cũng công nghiệp, anh đi mua soda từ đó không uống chứ. Soda uống chứ. Để mày uống chứ, coi coi làm gì. Cái nào sáng đâu ha. Cậu em uống bia sáng rồi, anh để vô là chịu ngọt. Đi đi à, đúng rồi. Đi lắm. Dễ đi lắm, còn không mấy không mấy từ sáng tới giờ mình chơi cái thằng này. Anh không? Cho lại với ấy là uống soda. Xin ai anh muốn pha với soda với đá chị muốn không em lấy luôn. Em uống rượu lên mấy con sét nè, uống pha soda cho nó lạc hết à, rất ngon, nó nặng bụng. Anh lắm hiểu không? À mẹ nó kéo dài mới có nước ngày hôm qua. Cả tuần lễ hả? Từ 1 đến 4 năm ngày. Mới có nước ngày hôm qua đó. Cho nên trouble. Too much trouble. Kêu bà cô đem hết cho đây ngồi ăn nè. Ngồi ăn nè. Dạ, để mở lại sao rồi kêu đem vô cho nè. Cơm vô nè, mà đó ăn không đăng có biết công á cho nên có tâm hồn. Vậy cho nên cái này là nó accident nữa. Mình tưởng nó có ngày thứ 2, thứ 3 mình mở cửa được rồi. Ăn nó không hút ghét. Có không? Có trong đây đó. Rồi đủ anh, đủ lo quá. Mãi đem á, thỉnh thoảng nó đem ra nó luộc cho một đấm rồi nó ngồi nó ăn chơi vậy à. Sang vậy đó. Tại vì em mua làm á, em mua nguyên một cái thùng bự vậy nè, nguyên cái đuôi dài vậy nè. Em cắt ra để em nấu phở với em nấu bún bò Huế. Tại vì bún bò Huế. Tôi bán hay nấu nhà. Nó quá lỗ xuống quần. Rồi biết nấu mà biết nấu con quế nữa. Trời ơi nấu mà mà. Nấu mà nấu làm cái nồi mà bự ghế bự bụng nó nấu làm nguyên nồi bự gì nè. Con cháu rồi lại. Rồi, mừng gặp lại cái này. Cái này đi. Bốn chục năm anh em mới gặp lại. Ok. Rồi. Chuyện anh em mình mà nói ở đâu vậy? Rồi. Tự nhiên thoải mái, anh coi như nhà của anh, ok? Rồi.
That's ok. Rồi. Tắm rửa vô bên đây hay là vô bên kia tùm lum hết á. Rồi thôi, rửa nay, giờ này cũng gần 2 giờ sáng vậy rồi. Nè, tắm rửa vô đây cầu tiêu cầu tắm gì nữa. Ok. Rồi, được rồi, được rồi. Ok. Rồi, rồi. Xà bông, xà bông có đầy đủ. Rồi. Rồi. Rồi, ngủ đi, sáng mai mình làm tiếp. Mai thì nấu cháo thì chị phụ chung. Ok, rồi. Good night. Good night.